Chào mừng quý vị đến với chương trình 45 phút. Kính thưa quý vị, chương trình 45 phút hôm nay chúng tôi sẽ tập trung thảo luận một cái chủ đề cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Và với đề tài này thì chúng tôi hân hạnh mời đến trường quay ông Trần Hoài Phương. Vâng, xin chào ông Phương. Xin chào. Vâng. Ông Trần Hoài Phương là phó chủ nhiệm của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh. Và trước đây ông Phương cũng là một nhà ngoại giao và ông đã từng giữ nhiệm vụ là bí thư thứ hai của Tòa Đại sứ Việt Nam tại Úc. Báo cáo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt trên thế giới tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng địa bàn cư trú. Đến nay, có hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại 103 nước và vùng lãnh thổ. Lực lượng kiều bào không chỉ là một phần máu thịt của dân tộc mà còn là tài sản của đất nước, là nguồn lực to lớn, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế xã hội. Chúng tôi là những người đã đi từ thế hệ đầu tiên và hiện giờ cũng là những người cũng đã tương đối lớn tuổi, có được cái kinh nghiệm, có được chút ít vốn liếng, rất muốn trở về quê hương để làm một cái gì đó. Như cái nguyện vọng ban đầu mà tôi biết, nhà tôi đã đi từ những năm 55, những năm đầu tiên, để mà sau bao nhiêu năm lăn lộn ở nước ngoài, mình về quê hương để mình có cái kinh nghiệm, có một cái gì đó để mình giúp đỡ lại quê hương khi quê hương còn nhiều khó khăn. Ước tính hiện có trên 3.550 doanh nghiệp trong nước được thành lập hoặc góp vốn của kiều bào với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,4 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng năm 2012 vừa qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi về nước 11 tỷ đô la Mỹ kiều hối. Con số này thêm một lần nữa cho thấy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như tính đúng đắn của chính sách đại đoàn kết toàn dân của nhà nước. Năm 2012, thành phố có 3.600 Việt kiều hồi hương, trong đó 81 trường hợp là nhà đầu tư, tăng khá cao so với các năm trước và tập trung vào các ngành nghề, công nghệ cao, dịch vụ, ăn uống và giải trí. Thành công nhất đó, thì tôi nghĩ là công nghệ thông tin. Tại vì lý do rằng là cái dù muốn dù không, những cái người như chúng tôi đi từ bé và đã học được tất cả những cái công nghệ thông tin của mấy nước phát triển sớm hơn Việt Nam mình nhiều, thì những cái ngành công nghệ thông tin 10 công ty hay 100 công ty thì 70% thành công. Một điều đáng mừng là xu hướng Việt kiều về nước đang dần được trẻ hóa. Không chỉ làm ăn sinh sống, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, lực lượng kiều bào còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng trường lớp, cầu đường ở vùng sâu và vùng xa. Sở dĩ lượng kiều bào về nước tăng mạnh trong 5 năm qua là do tâm lý và cơ chế đã cởi mở hơn. Việt Nam mình đã làm những cái chính sách với Việt kiều rất tốt trong vòng 20 năm nay. Cá nhân tôi cảm nhận thế và tôi cũng khẳng định như thế. Rất tốt. Thế nào? Tốt ở cái chỗ mặt trận tổ quốc, tốt đối với con người Việt Nam là một bộ phận không tách rời, thương yêu đùm bọc. Tuy nhiên, để thực sự xóa bỏ tâm lý e dè khi trở về quê hương và để khai thác tốt nguồn lực và chất xám của kiều bào, các cơ chế chính sách cần thông thoáng và nhất quán hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về Việt Nam đầu tư và sinh sống. Tôi cũng mạnh dạn tôi nói này, ngay trong cái chính sách đối với Việt kiều thì có đôi khi vì cái chính kiến về chính trị thì có đôi khi mà chính quyền cũng chưa tin tưởng Việt kiều 100%, rồi số anh em Việt kiều về đây cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ được đối xử công bằng giống như là những người trong nước, cho nên những cái đó cần phải xóa bỏ, cần phải làm thế nào để cho Việt kiều cảm thấy là về đây sẽ được giúp đỡ tới nơi tới chốn để mà thành công ở trong nước. Thưa anh là hiện trong thời điểm mà tôi đang nói chuyện với anh á thì chúng ta có một cái đoàn kiều bào của chúng ta đang đi thăm Trường Sa phải không anh? Vâng. Thưa anh, trước tiên thì cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam nước ngoài thành phố và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người đang làm công tác kiều bào trên địa bàn thành phố gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của HTV. Và đúng như anh nói thì hiện nay khi chúng ta đang ngồi đây thì một đoàn kiều bào của chúng ta đang có mặt trên vùng biển phía Nam
và đến từ rất là nhiều nước, kể cả những nước như là Mỹ, Úc, các nước Đông Âu, Lào, Thái, Campuchia, Đan Mạch, Nhật Bản. Đây là chuyến thứ hai các kiều bào đã được ra đến với Trường Sa, bởi vì đây là cái tình cảm đồng thời cái quan tâm đặc biệt của bà con kiều bào ở xa nhưng mà luôn luôn hướng về quê hương đất nước. Chúng ta vẫn có chủ trương là kiều bào là một bộ phận cấu thành của dân tộc Việt Nam, và như vậy thì chúng ta đang có nhiều cái chính sách mới để mà có một cái gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với cái sự phát triển của đất nước chúng ta. Ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một cái chính sách gì đặc biệt đối với kiều bào không anh? Khi mà nói tới cái đặc biệt tức là nó ngoại lệ. Vâng. Nhưng nó phải trên cơ sở chính sách chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Ngày 26 tháng 3 năm 2004, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam có cái nghị quyết 36 về công tác kiều bào trong cái tình hình mới, và trong đó khẳng định là kiều bào cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với giữa Việt Nam với các nước và ngược lại. Và chính vì thế, sau năm 1975, Ủy ban về người Việt Nam nước ngoài, mà trước đây là Ban Việt kiều thành phố, đã có nhiều cái đề xuất có thể nói là đột phá trong công tác vận động kiều bào. Ví dụ như là về thăm thân, trước đây rất là khó, hiện nay thì rất là đơn giản. Rồi kiều hối, Ban Việt kiều thành phố cũng là đơn vị đề xuất có một cái cơ chế để cho kiều hối về ngày càng nhiều, đặc biệt là về với thân nhân, với gia đình để giúp đỡ gia đình vượt khó trong cái thời điểm chúng ta đang còn khó khăn. Vâng, thưa anh, là anh vừa mới nhắc tới kiều hối đó, thì anh đánh giá như thế nào về cái lượng kiều hối của kiều bào ở nước ngoài gỡ về, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh? Phải nói rằng chúng tôi rất là trân trọng cái sự đóng góp của kiều bào khắp năm châu. Hiện nay chúng ta có khoảng hơn 4 triệu, gần 4 triệu rưỡi kiều bào ở phân bố trên khoảng hơn 104 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Và ở đâu bà con cũng hướng về quê hương, ở đâu cũng nhìn về quê hương đất nước bằng cái tình cảm con rồng cháu lạc. Vì thế mà cái kiều hối là cái sự, là cái tình cảm, là cái sự đóng góp tích cực và rất quan trọng. Đó. Những năm gần đây thì hàng năm, mỗi năm chúng ta có thể đón nhận được một cái dòng kiều hối khoảng từ 9 đến 10 tỷ, hoặc là có năm lên đến 11 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn là thành phố Hồ Chí Minh hả? Trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh là hơn 50%. Thế anh, là gần đây thì chính phủ chúng ta có cái vấn đề là miễn cái thị thực visa cho một số kiều bào tại một số nước, đúng không anh? Theo cái luật quốc tịch năm 2008 thì trong thời hạn 5 năm kể từ ngày mà luật quốc tịch có hiệu lực là ngày 1 tháng 7 năm 2009, trong thời hạn 5 năm thì nếu mà bà con nào ra nước ngoài mà chưa làm cái thủ tục từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì xem như vẫn đang còn giữ quốc tịch Việt Nam, và phải làm cái thủ tục là đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đối với cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại, nơi mà bà con đang định cư. Và trong thực tế, do ra đi dưới nhiều hình thức khác nhau, cho nên cái giấy tờ tùy thân mang theo nó cũng hết sức khác nhau dưới các hình thức chính thức ODP, HO hoặc là du học. Thì nhiều kiều bào, nhiều lưu học sinh của chúng ta vẫn còn cầm hộ chiếu Việt Nam. Và thật là đơn giản, nếu như quý kiều bào liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao để làm cái thủ tục đăng ký giữ và đổi cái hộ chiếu. Bên này giữ cái quốc tịch Việt Nam. Và vẫn còn quốc tịch Việt Nam và được đổi hộ chiếu Việt Nam. Sau 6 năm thực hiện nghị quyết 36 NQTU của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đến nay đã có những thành công nhất định. Ngoài những chính sách cởi mở hơn cho những người Việt Nam ở nước ngoài, như quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài năm 2007,
Luật quốc tịch năm 2008 tạo điều kiện cho phép công dân Việt Nam có thể mang hai quốc tịch. Hay luật sửa đổi, bổ sung điều 126, luật nhà ở và điều 121, luật đất đai cho phép mở rộng đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài mua và sở hữu nhà ở Việt Nam. Bên cạnh đó, một loạt các quy định về cư trú, hồi hương, về đầu tư, kinh doanh, hợp tác với trong nước đã được ban hành theo hướng tạo nhiều thuận lợi cho kiều bào. Tuy nhiên, theo đề xuất của những người trong cuộc, nghị quyết cần thực tế hơn để có thể thực sự đi vào đời sống. Theo nghị quyết thì tôi biết rằng là muốn giúp đỡ cho rất nhiều người, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng là vẫn còn khó khăn. Cá nhân tôi chẳng hạn, mua căn nhà không được, phải để đứa cháu, cháu ruột. Nhưng mà đến khi lên triệu đô la thì cô ấy bán mất và cô ấy sử dụng. Mà về pháp luật, mình không có quyền hạn gì. Bây giờ muốn đi mua cái xe gắn máy 20 triệu rồi cũng phải có hộ khẩu, có chứng minh nhân dân. Bây giờ lại có cái luật là xe chính chủ nữa. Bây giờ thí dụ như tôi có một người em, người bạn hay một người cháu, tôi phải nhờ đứng tên cái xe đó. Ra công an bắt rồi không phải tên ông, xe không phải xe chính chủ. Cái nghị định 36 là một cái văn bản cực kỳ là chuẩn. Và cái tầm nhìn của Bộ Chính trị cũng như là Trung ương Đảng hướng về cái chuyện cái nghị định 36 là rất hay. Nhưng mà chưa thực thi được là tại vì cái tổ chức sườn chưa chuẩn. Bây giờ tôi hỏi là ví dụ đối với Việt kiều là 3 triệu người không nói, 3-4 triệu không nói. Nhưng mà cái tổ chức kinh doanh của Việt kiều ở nước đó nó cao khoảng là chừng 300 tỷ, 1.000 tỷ đô thì nó mới có dư ra được cái đồng, nghĩa là cái đồng tiền sau khi sinh sống rồi làm này làm kia lo cho con cái còn dư ra gửi về 11 tỷ. Thì biết là cái lượng kinh doanh nó rất lớn. Thì cái nghị quyết 36 nó hướng vô một cái tổ chức lớn như thế, nhưng mà nó chỉ có lẻo tẻo có Ủy ban Việt kiều Trung ương khoảng là chừng vài 30 người, còn trong thành phố cỡ khoảng là chừng 10 người, mà chỉ có Hà Nội với thành phố chứ các tỉnh khác là không có. Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện những chính sách thì cũng đã có những hoạt động thực tiễn nhằm triển khai chủ trương đại đoàn kết dân tộc. Đó là đẩy mạnh triển khai công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài qua việc tổ chức hàng loạt những hoạt động lớn dành cho kiều bào cả ở trong và ngoài nước, và mong muốn có một khối đại đoàn kết bền vững và phát triển.